Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện về Trung Đông chỗ Yemen. Như chúng ta biết, cái hôm vừa rồi thì Mỹ và Anh đã liên tiếp tiến hành các cái cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen trong mấy ngày hôm vừa rồi. Thì để ngăn chặn các cái cuộc tấn công của các tàu ở Biển Đỏ, thì câu hỏi chúng ta đặt ra bây giờ là Liên minh châu Âu EU sẽ làm gì để tương ứng với cái tình hình này với các cái đồng minh Mỹ Anh. Thì cho đến nay thì có những cái phản ứng trái chiều từ các nước quốc gia EU này, phản ánh những cái bất đồng trong khối cũng như là cuộc chiến Israel và Hamas ở giải Gaza, cũng như căng thẳng rộng lớn hơn ở Iran và các cường quốc khác trong khu vực. Trong khi Mỹ và Anh hành động thì Bruxelles, tức là EU, đã được khuyến nghị là tạo ra một chiến dịch mới cho EU, tức là hoạt động trong một cái khu vực rộng hơn từ Biển Đỏ đến vùng vịnh, và cái chiến dịch này có thể được triển khai vào cái đầu tháng tới. Thì theo một tài liệu từ cơ quan hành động đối ngoại của châu Âu thì truyền thông phương Tây đã được tiếp cận hôm 10 tháng 1, thì cơ quan ngoại giao EU đã đề xuất là khối này nên điều ít nhất là 3 tàu chiến đa nhiệm đến cái điểm nóng này để bảo vệ các tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi. Thì từ cái khi mà có làn sóng xung đột mới xảy ra giữa Israel và phong trào Hamas ở Palestine hồi tháng 10 năm ngoái, thì phiến quân Houthi của Yemen đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như là tên lửa và các cái tàu qua lại tại cái Biển Đỏ này. Thì Houthi cũng cho biết là họ nhắm chỉ mục tiêu là các tàu Biển Đỏ và một trong những cái tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới, để nhằm thực thể hiện cái sự ủng hộ của mình đối với người Palestine trước sự bắn phá của Israel tại dải Gaza. Và rất nhiều cái vận tải biển lớn đã tạm thời tránh sang khu vực này, nơi mà có 12% thương mại toàn cầu và tới 30% lưu lượng container toàn cầu đi qua đây. Và họ đã chọn tuyến đường dài hơn vòng qua vùng sừng châu Phi. Thế nên Biển Đỏ đã dậy sóng và đe dọa làm gián đoạn nghiêm trọng cái phòng dòng chảy thương mại vào châu Âu từ châu Á, và có thể là từ cả châu Phi, từ phía Đông Phi nữa. Tuy nhiên EU đã miễn cưỡng làm theo cái sự dẫn dắt của Mỹ và chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng, chúng ta biết là thành lập tháng 12 năm vừa rồi, trong việc bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ, thì các nước châu Âu chỉ dành sự hỗ trợ khoảng 6 nước thành viên EU, và không lâu sau đó thì chúng ta biết 3 trong số 6 quốc gia này đã quay lưng, từ chối trao sự kiểm soát tàu của mình cho Mỹ. Thì ban đầu EU cũng xem xét khả năng lực lượng sử dụng lực lượng hải quân chống cướp biển mang tên là Atalanta hoạt động ở Ấn Độ Dương, nhưng mà Tây Ban Nha là nơi mà cái lực lượng này đồn trú đã phản đối, và Madrid thì cho rằng họ sẵn sàng cho một cái sứ mệnh mới. Thì theo đề xuất mới của cơ quan ngoại giao EU hôm ngày 10 tháng 1 này, thì quy mô và thành phần chính xác của chiến dịch chống lại Houthi phải được lập ra một kế hoạch sâu hơn, nhưng bao gồm ít nhất 3 tàu chiến, khu trục phòng không hoặc là tàu khu trục có khả năng đa nhiệm trong ít nhất là 1 năm, để phối hợp chặt chẽ với OPG và Atalanta. Thì sứ mệnh mới này được xây dựng dựa trên Agenor, là một chiến dịch giám sát chung do Pháp dẫn dắt, bao trùm cả vùng vịnh, eo biển Hormuz và phần biển Ả Rập, bao gồm 9 quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha. Như vậy là không có Anh và Mỹ, tại là hai em này nó không nằm trong cái EU. Thì một ngày sau khi mà Mỹ và Anh tiến hành cuộc không kích vào phiến quân Houthi, thì quân đội Mỹ đã bắt đầu ngày 13 tháng 1 đã tấn công một địa điểm khác do Houthi kiểm soát ở Yemen, mà họ xác định là khiến cho các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ gặp nguy hiểm. Như vậy là cách 2 ngày thì Mỹ đã tiếp tục không kích, tức là sáng sớm hôm nay. Hành động tiếp theo vào sáng sớm ngày 13 tháng 1 theo giờ địa phương, nhằm vào một cái địa điểm radar của Houthi, được thực hiện bởi cái tàu khu trục hải quân USS Carney bằng cách sử dụng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ Centcom cho biết là trong ngày hành động đầu tiên với sự tham gia của Anh và Mỹ, tức là đêm 11 và rạng sáng 12, thì 60 mục tiêu của 28 khu vực trên khắp Yemen đã bị tấn công. Đan Mạch, Séc, Hà Lan, Đức đã xác nhận các hoạt động này chỉ là phản ứng có chủ đích đối với các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ,
Thì ngoài ra Bỉ cũng xác nhận là nước này đang hợp tác với các đồng minh phương Tây để khôi phục lại an ninh hàng hải ở khu vực này. Vương quốc Anh đã công bố một văn bản pháp lý khẳng định phản ứng của họ và cho phép họ làm theo luật pháp quốc tế. Những người phát ngôn của Liên minh quân sự NATO hôm 12 tháng 1 thì cho biết rằng các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu và Houthi ở Yemen là mang tính chất phòng thủ. Và Tổng thống Joe Biden ngày 12 tháng 1 cũng cảnh báo rằng phiến quân có thể phải đối mặt tiếp các cuộc tấn công. Hải quân Mỹ cũng cảnh báo các tàu treo cờ Mỹ nên tránh xa khu vực này xung quanh Yemen và Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ tiếp theo, tức là trong 3 ngày sau cái cuộc không kích đầu tiên, tức là ngày sáng 12, tức là đến sáng 15 thì có thể tàu Mỹ mới có thể đi qua, tốt nhất là bây giờ không nên đi qua. Và Houthi tuyên bố là sẽ trả đũa quyết liệt. Tướng Zaya Sari, phát ngôn viên của lực lượng Houthi, tuyên bố là trong một bài phát biểu được ghi âm trước rằng là cuộc tấn công của Mỹ chắc chắn sẽ được đáp trả. Các diễn biến nóng ở Biển Đỏ đang làm tăng các nguy cơ xung đột lan rộng ra hơn trong khu vực này. Và Iran cũng đã lên tiếng tấn công hôm ngày 12 tháng 1 trong một tuyên bố từ người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Và ông ta nói rằng các cuộc tấn công tùy tiện sẽ không mang lại kết quả nào, ngoài việc gây ra tình trạng mất an ninh và bất ổn trong khu vực này. Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối ngày 12 tháng 1, đại sứ Nga ông Nabenzia cũng đã báo cáo buộc Anh, Mỹ và các đồng minh đã trắng trợn xâm phạm Yemen bằng vũ trang và cảnh báo nếu leo thang tiếp tục, toàn bộ Trung Đông có thể gặp thảm họa. Còn đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield và đại sứ Vương quốc Anh là Barbara Woodward thì khẳng định rằng các cuộc tấn công là để tự vệ. Và bà Thomas Greenfield nói rằng việc giảm căng thẳng cần phải được thực hiện mà trước tiên là từ phía Houthi, những kẻ đang khiến tất cả các tuyến hàng hải của chúng ta gặp nguy hiểm. Tuyến vận tải mà qua Biển Đỏ có vai trò rất quan trọng và các cuộc tấn công đó đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho thương mại toàn cầu. Dầu thô Brent chuẩn bị giao dịch khoảng tăng 4% ngày 12 ở mức 80 đô la thùng. Trong khi đó, Tesla cho biết họ tạm thời ngừng hầu hết tất cả các hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Đức vì xung đột ở Biển Đỏ. Chúng ta biết Biển Đỏ thì nó chủ yếu là nó sẽ liên quan với châu Âu các bạn nhé, chứ nó không liên quan đến Mỹ mấy đâu. Đấy, châu Âu và châu Á thôi. Đấy, tuy nhiên Mỹ thì chỗ nào cũng sẽ có mặt để mà giải quyết các cái vấn đề này. Thì theo CNN, Abdullah Salam Jahab, một thành viên cấp cao của phong trào Houthi thì ngày 12 tháng 1 đã tuyên bố là Houthi đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các tàu chiến của Mỹ, Anh ở Biển Đỏ, nhưng không nêu chi tiết thiệt hại. Phát ngôn viên của Houthi tuyên bố là không có cái lời biện minh nào cho các hoạt động tấn công vào Yemen của Mỹ và Anh. Và người này còn cho biết Houthi vẫn tiếp tục nhằm vào các tàu hướng tới Israel qua Biển Đỏ. Và quan chức phụ trách đối ngoại của Houthi cũng cảnh báo Mỹ và Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả vô cùng nặng nề vì cái hành động dội bom vào Yemen. Và chúng ta hãy chờ xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.